Mến chào cả nhà, mình là tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Và một clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 26 tháng 12. Thì đến clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Hôm nay là toàn là những sản phẩm cực kỳ đẹp nha cả nhà mình ha. Có là kim cang hộ pháp nha. Rồi bên đây là hai vị hộ pháp nữa ha, cực kỳ đẹp. Bên cạnh đó là có tác phẩm là Ngọc Hoàng Dương Mẫu nha, và một số đỉnh ha, có còn con nhất long nha, nhất long màu đen. Ở bên cạnh đó là có một bộ chiều tối ngày hôm nay có một bộ tam đa ba ông phúc lộc thọ luôn. Rồi quan công ha, quan công thì sẽ có hai loại nhà đồng pháp lam, rồi có tượng Phật Thích Ca Liên Hoa ha. Thì sau đây sẽ là tổng quan một số loại sản phẩm sẽ có trong video ngày hôm nay để giới thiệu cùng cả nhà mình. Ở hôm nay toàn là những sản phẩm siêu hot. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Rồi mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình có hai tượng nha, kim cang hộ pháp cực kỳ đẹp. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Đây được xem là một những tượng cực kỳ đẹp nha. Đó, đây cả nhà mình cùng xem. Lâu lắm rồi mới sưu tầm được hai cái tượng rất là đẹp của ngày hôm nay. Và tổng trọng lượng của hai tượng này tầm có khoảng là 8,8 kg. Rồi chiều cao tổng thể 40 cm. Rồi bề ngang tượng là tầm khoảng là 20 nha. Chất liệu bằng đồng, cực kỳ nét, cực kỳ đẹp. Một những sản phẩm không thể bỏ qua ha. Thường là mình thấy hai ông này thường hay đứng trước cửa chùa nha. Đó, kim cang hộ pháp, hai ông là cầm hai cái pháp khí đây, cả nhà cùng xem. Đây được xem hàng này được tuyển chọn rất là tỉ mỉ nha, cực kỳ đẹp, cực kỳ nét. Đó, quay một vòng cho mình xem ha. Đây quay sau lưng đây. Hai tượng này được xem là hai tượng rất là ít có gặp trên thị trường nha cả nhà mình ha, mà bên em lâu lâu mới sưu tầm được để quay lên gửi đến cả nhà mình nha. Đó, đây cả nhà cùng xem ha, hai khuôn mặt của hai vị nha, rất là đẹp. Đây bộ tượng này rất là hay, đây cả nhà cùng xem ha, khuôn mặt của hai ông đây, cực kỳ thần thái nha. Và một bộ như thế này, bên em có giá giao luôn với cả nhà mình một bộ tượng như thế này 7,5 triệu cho hai tượng, bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 1 có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Đó, đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một tác phẩm là hai tượng nhị vị hộ pháp. Đó, hôm nay em có hai mẫu tượng nha. Đây là mẫu số 2, hai vị hộ pháp chất liệu bằng đồng. Cực kỳ đẹp. Hai người cũng cầm hai cái pháp khí đây, cả nhà mình cùng xem ha. Đó, tổng trọng lượng của tác phẩm này là tầm khoảng là 15,5 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem đây, siêu phẩm của ngày hôm nay ha, rất là nét nha. Đặc biệt những tượng này là được tuyển chọn rất là tỉ mỉ nên rất là nét. Đây cả nhà cùng xem đây, hai vị ha cầm hai cái pháp khí đây, chất liệu bằng đồng. Rồi em quay mặt sau cho cả nhà mình theo dõi luôn ha. Đây mặt sau đây rất là nét, nét từng chi tiết nha. Một trong những bộ tượng cực kỳ hay, cực kỳ đẹp. Đó, rồi đây là mặt trước đây. Và chiều cao của tượng này là rơi vào khoảng là 44 cm. Đó, bề ngang là 19, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 8,5 triệu ha. 8,5 triệu cho hai tượng như thế này. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Cần thêm thông tin hình ảnh thì có thể kết bạn Zalo bên em nha, để bên em gửi thêm cho mình ha. Những tượng này thì có nhiều nha, nhưng mà những tượng được tuyển chọn tỉ mỉ nét như vậy thì ít có như cả nhà mình ha. Nên là tiền nào của đó nha. Những tượng mà cực kỳ nét đẹp thì nó sẽ có giá khác những tượng bình thường ha. Thì mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ em nha. Bộ này là có giá giao lưu cả nhà mình là 8,5 triệu. 8,5 triệu cho một bộ tượng như thế này. Đây là mã số 2. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 trong ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có sưu tầm được một trong những sản phẩm rất là hay. Đó, cực kỳ đẹp nha. Đây là một con rồng đứng trên một cái hũ tiền rất là to, có tổng trọng lượng là khoảng 12 kg cho một tác phẩm như thế này. Đây là một con rồng hũ tiền ha, đây cả nhà mình xem đây, nhả ra một viên ngọc màu xanh, quyền lực sức mạnh thăng tiến thành công nha, mang lại may mắn tài lộc trong năm mới của mình ha. Đây là một con rồng 12 kg. Rồi chiều cao của tác phẩm này 47 cm. Rồi bề ngang là 29, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái con như thế này là 4,5 triệu cho mã số 3.
Bên em bao luôn phí ship toàn quốc nha. Mã số 4 là một tượng Phật Thích Ca Liên Hoa. Đây là một những tác phẩm cũng rất là hay nha, Thích Ca Liên Hoa chất liệu bằng đồng. Tượng Phật Thích Ca ngồi dưới đài sen, tổng trọng lượng là khoảng 12 kg cho một tác phẩm tượng Phật Thích Ca Liên Hoa của ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Quay một vòng cho mình xem ha, tượng Thích Ca Liên Hoa. Rất là nét, rất là đẹp, cực kỳ đẹp, không thể bỏ qua một tác phẩm như thế này ha. Thì tác phẩm này tổng lượng là 12 kg. Rồi chiều cao của tượng Thích Ca Liên Hoa rơi vào khoảng là 41, gần 42 cm, bề ngang đài sen 30, chất liệu bằng đồng. Và mẫu này có giá giao lưu với cả nhà mình 4.800.000. 4.800.000 cho mã số 4. Mã số 4 nha. Tiếp theo mã số 5. Số 5 là đó, Ngọc Hoàng Dương Mẫu chất liệu bằng đồng. Đây là hai tượng nha, hai tượng cũng rất là hay ha. Tượng Ngọc Hoàng và Dương Mẫu chất liệu bằng đồng. Ông Hoàng bầu Hoàng ha. Tổng trọng lượng là khoảng 7 kg. Và chiều cao của tác phẩm này thì rơi vào khoảng là 28, bề ngang là 14 cm, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này đó, Ngọc Hoàng Dương Mẫu ha, có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này là 4.500.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc. Đây là mã số 5 có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 5. Và tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cái đỉnh trầm xưa, đỉnh trầm như ý. Đây cả nhà mình xem đây, đây là được xem là một những đỉnh trầm rất là hay, rất là đẹp nha. Hình ảnh hai cái tay hai bên là gậy như ý, đầu là chế tác giống như là cái vòi của con voi, voi tài lộc ha. Đây, voi tài lộc có như ý luôn nha, rất là đẹp. Đế là có chuyện luôn ha. Và đặc biệt cái đế dưới là hình có hình ảnh con rồng lên nữa nè. Một trong những song trầm rất là hay nha, một cái đỉnh rất là hay ha. Chân là chân voi, hai bên như ý. Đó, đỉnh như ý, chất liệu bằng đồng xưa ha, tổng trọng lượng khoảng gần 2 kg, chiều cao tổng thể là 30. Rồi bề ngang là có khoảng là 17, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh như ý như thế này. Đó. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000, mã số 6. Mã số 7. Mã số 7 là đỉnh voi. Một cái đỉnh thần voi nha. Đó, đây là một cái đỉnh voi ha. Ba cái đầu con voi đưa xuống. Ở trên này hình ảnh con voi luôn. Hai bên là hai cái vòi con voi nữa. Bề ngang tổng thể là khoảng 21. Rồi chiều cao là có khoảng là 20-25. Chất liệu bằng đồng. Đó, rất là đẹp nha. Không thể bỏ qua một trong tác phẩm cực kỳ hay của ngày hôm nay. Con voi đây, tổng trọng lượng là khoảng 1.8 kg. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó. Một cái đỉnh như thế này 1.800.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc, mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 của ngày hôm nay đó là một tượng Quan Công Pháp Lam. Quan Công bằng đồng Pháp Lam nha. Có tổng trọng lượng là khoảng 1.8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 23. Rồi bề ngang là 14 cm, chất liệu bằng đồng Pháp Lam, mã số 8. Đây, quay một vòng cho mình xem ha. Rất là nét nha, cả nhà cùng xem khuôn mặt của ngài ha. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 cho mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Số 9 của ngày hôm nay cũng là Quan Công Pháp Lam luôn. Đây là nó Quan Công ha, chân đang bước trên một cái bệ đá, chất liệu bằng đồng Pháp Lam. Đây là mẫu số 9, chiều cao tổng thể là có khoảng là 22, bề ngang có khoảng là 13, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm Quan Công Pháp Lam. Đây cả nhà xem ha, có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 trong ngày hôm nay là còn được một cái chuông Nepal. Chuông này, một cái chuông này rất là to, tổng trọng lượng là khoảng 1.4 kg nha. Và đường kính là tới 18 cm, chiều sâu là có khoảng là 9 cm, chất liệu bằng đồng Pháp Lam, rất là vang. Đây cả nhà xem ha, mình chỉ cần gõ nhẹ thành thôi, rất là vang nha. Quay phát ra tiếng kêu nha. Mình quay nó sẽ phát ra tiếng kêu ha. Đó. Đó, khi mình quay cái tay nó sẽ phát ra tiếng kêu ha. Ở trong này nó sẽ có là ảnh năm vị Phật nha. Phật nổi trong đây. Mặt đế. Và cái chuông này có giá giao lưu cái nhà 1.500.000 ha, cho mã số 10. Tiếp theo 11.
11 là một cái đỉnh nhất lông đó, 11 là một cái đỉnh nhất lông. Ngày hôm nay chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 23, rồi bề ngang 14 cm, chất liệu vận đồng và một cái đỉnh nhất lông như thế này, tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh nhất lông thế như thế này là 1.800.000. 1.800.000 bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha. Đây là mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 của ngày hôm nay còn một cái đỉnh nữa. Đó, còn được một cái đỉnh voi nữa nha. Mã số 12. Chiều cao của cái đỉnh voi này rơi vào khoảng là 26 cm. Bề ngang là có khoảng là 15, chất liệu vận động ha. Đây là một cái đỉnh voi, có ba cái đầu con voi xuống này. Hai tay là hai tay voi nè. Rất là đẹp, chất liệu bằng đồng. Và mã số 12 này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.400.000 ha. 1.400.000 cho một cái đỉnh voi của ngày hôm nay. Đây là mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là một con hổ hữu tiền siêu to khổng lồ nha. Đây là mã số 13, một con hổ đứng trên một cái hữu tiền ha. Siêu to, cực kỳ to khổng lồ á. Tổng trọng lượng là khoảng 8 kg. Đây cái này mình xem ha. Và chiều cao của con hổ hữu tiền này rơi vào khoảng 30 cm, chất liệu bằng đồng, bề ngang khoảng là 33, là 7 kg 8, gần 8 kg. Một con hổ rất là to, hổ hữu tiền ha. Đây cái này mình xem đây. Và con này có giá giao lưu với cả nhà mình, một con như thế này, một con hổ rất là to ha, khoảng là 8 kg nha. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.600.000. Mã số 13 có trong video ngày hôm nay. Theo số 14 là một cặp tỳ hưu. Cặp tỳ hưu như ý. Đây một cặp tỳ hưu này rất là to, rất là đẹp nha. Ở trước đặc biệt, trước là có hai cái bọm nè. Cả nhà mình thấy ha, cặp này là cặp rất là độc lạ nha. Trước là có hai cái bọm nè. Hai cái bọm có chữ luôn ha. Con này là con ít có gặp nha. Tổng trọng lượng là 5,2 kg cho một cặp như thế này. Phía sau lưng là như ý, trên lưng này như ý nha. Và đặc biệt là cái mặt trước có hai cái bọm, rất là độc lạ ha. Rồi chiều dài tổng thể là 27, rồi chiều cao là 18, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này là 3.000.000 nha. 3.000.000 cho mã số 14 có trong video hôm nay. Đây là mã số 14. Rồi 15 là một cặp tỳ hưu tiền nha. Đó, hai một cặp này rất là đẹp nha. Bên này là có cánh đó nè. Đây là mã số 15, đuôi là đuôi như ý, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 4,9 kg, gần 5 kg cho một cặp như thế này. Đây cả nhà mình xem nha, cặp này rất là to nha. Và cặp này chiều dài tổng thể là có khoảng là 20-27, rồi chiều cao là 19 cm. Và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 15. Và cuối cùng trong clip ngày hôm nay là mã số 16 ha. 16 là giới thiệu với cả nhà mình có được một bộ tam đa nha. Bộ tam đa phúc lộc thọ chất liệu bằng đồng. Một bộ này á, cân nặng là tầm có khoảng là 34 kg. Ở đây cả nhà mình xem ha. Một bộ này á là đã được vệ sinh đánh bóng lại rồi luôn nha. Và chiều cao nó tầm là có khoảng là 46 cm. Đây cả nhà mình xem ha. Bề ngang là 20. Đó, chất liệu bằng đồng, cực kỳ đẹp. Và một bộ như thế này rất là đáng mình để nhà ha. Và bộ này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ tam đa ba phút cục thọ như thế này, có giá giao lưu với cả nhà mình là 14.000.000. 14.000.000 cho mã số cuối cùng có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em ha, với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.